Các bác, hôm nay bên em lại tiếp tục về một lô máy chiếu ViewSonic đang tiến hành bảo trì bảo dưỡng và thay thế tất cả bóng đèn mới cho khách hàng để chuẩn bị cho trường học năm học mới 2024-2025. Và tất cả máy chiếu là nó rất bẩn, nhưng mà giờ các bạn sẽ tháo ra thổi bụi vệ sinh thật là kỹ tất cả hệ thống quang học này luôn. Tất cả các cái bóng đèn này sẽ được thay thế bằng bóng mới hết. Các bác đã thấy nó bị rộ tim và nó bị đen hết bầu ở trong rồi. Sử dụng bằng các cái máy xịt bằng tay, các cái giá treo của nó thì các bác biết được tưởng tượng máy nó bẩn như thế nào đó. Và tất cả các máy sẽ được tháo ra hết, vệ sinh đến từng cái quạt cả bên trong như thế này nữa, bo mạch nguồn ra tháo hết ra. Đây, các bác có nhu cầu sửa máy chiếu, bảo trì bảo dưỡng máy chiếu, thay bóng đèn máy chiếu thì liên hệ với trung tâm máy chiếu VC theo số điện thoại 0973 989 555. Cảm ơn các bác.